Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 thì huấn luyện viên Philippe Chuzier đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á năm 2024 tại bảng C, nơi mà U23 Việt Nam là đội chủ nhà và được thi đấu trên sân vận động Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Bảng đấu của chúng ta gồm các đội U23 Guam, U23 Yemen và U23 Singapore. Có thể nói đây là cái bảng đấu cũng tương đối là nhẹ ký đối với thầy trò huấn luyện Philippe Chuzier, cho nên là việc mà giành được cái ngôi nhất bảng ở cái bảng đấu này nó cũng không phải là cái vấn đề gì đó nó quá to tát. Và cái vấn đề ngày hôm nay chúng ta bàn tới đó chính là cái danh sách của U23 Việt Nam ở cái đợt tập trung lần này. Và theo cái công bố của huấn luyện viên Philippe Chuzier thì trong cái danh sách ở đợt tập trung lần này thì huấn luyện viên người Pháp đã loại 12 cầu thủ, và ngoài những cái cầu thủ mà đã giành được, ngoài những cái cầu thủ mà ông hay làm việc ra thì thực sự trong cái danh sách tập trung này thì những cái cầu thủ mà vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đã không được ở trong cái danh sách cuối cùng. Và những cái tên gồm bị loại gồm Huỳnh Thế Hiếu, Nguyễn Minh Quang, Phạm Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải. Còn cái danh sách của U23 Việt Nam tham dự cái vòng loại U23 châu Á 2024 gồm có thủ môn Nguyễn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An, Cao Văn Bình của đội U19 Sông Lam Nghệ An và Đoàn Huy Hoàng của Viettel. Hậu vệ gồm có Trần Quang Thịnh của Công an Hà Nội, Nguyễn Đức Anh của Hà Nội FC, Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hồng Phúc của Hòa Bình, Phan Tuấn Tài của Viettel, Lương Duy Cương của Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Thắng của Hà Tĩnh, Võ Minh Trọng của Đồng Tháp, tiền vệ Văn Đô của Công an Hà Nội, Văn Toàn của Công an Hà Nội, Nguyễn Hữu Nam của PVF CND, Võ Hoàng Minh Khoa của Bình Dương, Khuất Văn Khang của Viettel, Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hóa, Nguyễn Đình Bắc của Quảng Nam, Lê Quốc Nhật Nam của Huế, tiền đạo có Văn Tùng của Hà Nội, Bùi Vĩ Hào của Bình Dương và Nguyễn Thanh Nhàn của PVF CND. Thì chúng ta thấy rằng là nhìn chung thì cái danh sách U23 Việt Nam mà tập trung ở cái đợt hội quân lần này thì nhìn chung là các gương mặt thì đều đã từng làm việc rất lâu với huấn luyện viên Philippe Chuzier rồi, cho nên cái sự thay đổi trong cái danh sách của nhà cầm quân người Pháp ở cái đợt hội quân và đợt tập trung này là không nhiều. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng trong cái danh sách mà huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập này thì không có cái cầu thủ nào của Hoàng Gia Lai cả. Trên thực tế thì ở cái giải U23 Đông Nam Á vừa qua thì có hai cầu thủ Hoàng Gia Lai đóng góp rất lớn vào cái chức vô địch của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đó là trường hợp của Đức Việt và Quốc Việt. Đây là hai cầu thủ đã thi đấu tương đối là tốt trong cái hành trình vô địch của U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì ngay từ đầu thì huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã không gọi lên rồi, và ở cái chốt danh sách lần này thì không có cầu thủ nào của Hoàng Gia Lai cả. Thì có một số người hỏi rằng là tại sao lại không có cầu thủ nào của Hoàng Gia Lai, thì xin trả lời rằng là một số cầu thủ của Hoàng Gia Lai thì đang trong cái quá trình mà chuẩn bị để mà có thể được gọi đá ASEAN dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bởi vì như chúng ta đã biết thì U23 Việt Nam chia làm hai đội, một đội do huấn luyện viên Philippe Chuzier dẫn dắt thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024 và một đội thi đấu ở U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 tổ chức tại Trung Quốc cũng vào tháng 9 tới đây. Thì đây là cái một, đó là một trong những lý do mà chúng ta có hai đội U23, và một trong những lý do mà huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã không triệu tập những cái cầu thủ, không giữ lại một số cầu thủ mà giành cái chức vô địch U23 Đông Nam Á vừa rồi. Vậy thì trong số những cái danh sách những cầu thủ mà bị loại này thì chúng ta đáng tiếc nhất những trường hợp nào, và sau đây mình xin điểm qua những cái tên mà rất là đáng tiếc khi mà không được gọi triệu tập ở cái đợt này để mà đá vòng loại U23 châu Á 2024. Đầu tiên đó là Nguyễn Minh Quang, cầu thủ Nguyễn Minh Quang, Phạm Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến và Giáp Tuấn Dương. Trường hợp của Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Minh Quang là cầu thủ mà ghi bàn rất tốt ở giải hạng nhất, mà nếu như mà Minh Quang mà không đi mà tập trung đá giải U23 Đông Nam Á thì mình nghĩ rằng Minh Quang có khả năng giành danh hiệu vua phá lưới của giải nhất chứ không phải là Thanh Nhàn của PVF CND đâu. Và cái trường hợp ở Minh Quang là ở cái giải U23 Đông Nam Á vừa qua thi đấu rất năng nổ, và là mình đánh giá cầu thủ này là một trong những cái nhân tố nổi bật nhất, có đóng góp lớn nhất vào cái chức vô địch của U23 Việt Nam. Mặc dù Đinh Xuân Tiến là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, nhưng cái đóng góp của Minh Quang và cái lối chơi của U23 Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là rất lớn, cho nên là cái việc mà Minh Quang vắng mặt ở cái sơ đồ, cái đội hình của U23 Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng là tương đối đáng tiếc. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bởi vì
cái vị trí của Minh Quang thi đấu ấy, thì thực ra mà trên cái danh sách đội tuyển này thì chúng ta thấy rằng là Thanh Nhàn đảm nhiệm rất là tốt, đúng không ạ? Chưa kể có cả Đình Bắc nữa. Đấy, thì cho nên là việc mà huấn viên Philippe Chuzier không gọi Minh Quang, không điền tên Minh Quang thì cũng là điều dễ hiểu và cũng là điều có thể là chấp nhận được, bởi vì trong số những cầu thủ trên hàng công này ấy, thì và đặc biệt là những cái danh sách mà huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập thì toàn là những cầu thủ mà đã thi đấu và quen cái triết lý bóng đá của ông rồi thôi. Cho nên là cái trường hợp của Minh Quang là cái trường hợp mà mới, cho nên là khả năng thì trong cái thời gian tới, nếu như mà thể hiện tốt thì sẽ được cất nhắc để mà gọi quay trở lại để mà thi đấu ở những cái giải đấu tiếp theo mà thôi. Còn cái trường hợp tiếp theo đó là trường hợp của Phạm Đình Duy. Phạm Đình Duy là cầu thủ của Đà Nẵng và đây cũng là cầu thủ mà đợt trước thì cũng được huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập lên và cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo để ý tới rồi. Nhưng mà nói chung là trong cái đợt chốt danh sách cuối cùng thì cầu thủ này vẫn không có mặt. Và Đình Duy ở cái mùa giải rồi tại SHB Đà Nẵng thì chơi có thể nói rằng là thiếu đi cái sự bùng nổ như cái mùa giải trước đó nữa. Nhưng mà ở giải U23 Đông Nam Á vừa rồi thì dưới bàn tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì Đình Duy cũng đã thể hiện được phần nào cái đóng góp vào cái những cái điểm nhấn, những cái điểm mạnh trong cái lối chơi của mình để đóng góp vào cái thành công của U23 Việt Nam. Cho nên sự vắng mặt của Đình Duy cũng là một cái sự vắng mặt cũng tương đối là đáng tiếc cho U23 Việt Nam ở tập trung lần này. Và trường hợp tiếp theo đó là trường hợp của Võ Nguyên Hoàng. Chúng ta đều biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam thì đang thiếu những cái tiền đạo mục tiêu, những cái tiền đạo cắm có thể nói rằng là có khả năng cài đè và dứt điểm tốt. Hiện tại thì có Văn Tùng và Tiến Linh. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Chuzier đã quyết định chọn Văn Tùng chứ không bổ sung thêm Nguyên Hoàng nữa. Thực ra Nguyên Hoàng thì trong mấy năm trở lại đây thì phát triển không có gì là nổi bật quá, nhưng mà vẫn duy trì được cái sự tiến bộ của mình trong từng năm. Và ở mùa giải V-League vừa rồi thì anh cũng đã ở giai đoạn 2 mùa giải này thì được cho Thanh Hóa mượn và cũng phần nào thể hiện được một chút thôi, chứ cái khả năng của Nguyên Hoàng bây giờ đá V-League thì cũng còn hơi khó khăn một chút. Ngay cả khi Văn Tùng của Hà Nội FC được trao hội nhưng mà cũng không thể hiện được quá nhiều đâu. Cho nên cái môi trường V-League là môi trường rất là khốc liệt mà không phải là muốn mà tỏa sáng được ngay, đặc biệt là những cái cầu thủ trẻ. Và Nguyên Hoàng là cầu thủ mà mình nghĩ rằng có thể sẽ có tên ở cái danh sách để mà chuẩn bị cho ASEAN 19 sau khi mà không được huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập để đá cho giải U23 châu Á 2024 ở cái vòng loại này. Ở đây cũng là trường hợp rất đáng tiếc khi mà Nguyên Hoàng là cầu thủ có thể hình thể lực và khả năng cài đè rất là tốt, khả năng làm tường rất là tốt. Đấy. Còn trường hợp nữa đó là của Đinh Xuân Tiến, đúng không ạ? Đinh Xuân Tiến như chúng ta đã biết rồi thì ở cái giải U23 Đông Nam Á vừa rồi thì Đinh Xuân Tiến là đồng vua phá lưới với cầu thủ của Malaysia, đúng không ạ? Thực ra ở cái giải đấu vừa rồi thì Đinh Xuân Tiến là rất có duyên ghi bàn và chấp hội rất là tốt. Anh chờ trước thời cơ rất là tốt để mà ghi những bàn thắng quan trọng giúp cho U23 Việt Nam giành cái chức vô địch. Thực ra cái màn trình diễn của Đinh Xuân Tiến ở U23 Đông Nam Á là rất là thuyết phục đấy. Và ở trước đó nữa ở sân chơi V-League thì Đinh Xuân Tiến cũng đã thể hiện được cái khả năng săn bàn của mình, ghi một số bàn thắng ở những cái trận đấu rất là quan trọng. Cho nên là việc vắng Đinh Xuân Tiến cũng là một cái điều đáng tiếc với rất nhiều người hâm mộ của cầu thủ này. Tuy nhiên như mình đã nói, hiện tại tiền đạo cắm của đội U23 thì huấn luyện viên Philippe Chuzier thích sử dụng Văn Tùng hơn. Cho nên là Văn Tùng là cầu thủ mà ở SEA Games vừa rồi cũng đá rất là tốt, cho nên là huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn ưu tiên sử dụng Văn Tùng. Cho nên là nếu như mà có gọi Nguyên Hoàng là Đinh Xuân Tiến lên thì cũng chỉ là phương án dự bị thôi, mà khả năng cũng không thi đấu được nhiều. Và cái vòng loại chỉ đá 3 trận với những đối thủ cũng tương đối là yếu, không phải là quá mạnh, cho nên không cần thiết phải triệu tập quân số mạnh nhất làm gì cả, đúng không ạ? Thì cái sự ứng mặt của Đinh Xuân Tiến mình nghĩ rằng là để cái thời gian cho cầu thủ này chuẩn bị để thi đấu ở cái giải ASEAN 19 tới đây. Còn trường hợp của Vũ Tiến Long là cầu thủ mà cũng đã làm việc với huấn luyện viên Philippe Chuzier rồi. Tuy nhiên thì ở cái mùa giải vừa qua tại V-League thì Vũ Tiến Long, cái phong độ của Vũ Tiến Long không được sự tốt đâu. Bởi vì cầu thủ trẻ mà cũng không được sử dụng nhiều, cho nên là huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã không gọi cầu thủ này lên, và đó là cái điều rất đáng tiếc. Nhưng mà thực sự thì ở những vị trí của Tiến Long thì có rất nhiều cầu thủ đang chơi hay, cho nên là không gọi lên cũng là điều bình thường thôi, không có gì mà phải phải lấn cấn cả, đúng không ạ? Nhưng mà việc mà Tiến Long vắng mặt thì cũng là một cái điều đáng tiếc cho một số các cổ động viên của Hà Nội FC, vì thực tế mà nói thì Vũ Tiến Long trong cái giải U23 châu Á trước ấy, vòng chung kết trước và cái SEA Games vừa rồi thì cũng đá tương đối là ổn, đặc biệt là U23 châu Á 2000
22 cái lứa trước mà đợt mà huấn luyện viên Gông Okyu dẫn dắt ấy, đá rất hay, Vũ Tiến Long đá rất hay. Huỳnh Công Đến là cầu thủ mà nếu như mà bị loại là cái điều mà thực sự là nhiều cổ động viên cũng bất ngờ, vì Huỳnh Công Đến là cầu thủ mà huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã sử dụng khá là nhiều mà rất là ưu ái cho cầu thủ này, đặc biệt ở cái đấu trường SEA Games vừa rồi. Nhưng mà ở đợt này thì không sử dụng Công Đến, nhưng mà đúng là chúng ta thấy rằng là những cầu thủ ở tuyến giữa của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại đúng là rất là mạnh, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có cả Thái Sơn, chúng ta có cả Văn Toản, đúng không ạ? Chưa kể có cả Khuất Văn Khang nữa, là những cầu thủ mà cầm giữa rất là tốt, cho nên là việc mà mình Công Đến vắng mặt là cũng là điều mà có thể hiểu được, và cầu thủ này có lẽ là sẽ chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới mà thôi. Còn ở trên một cầu thủ nữa mà chúng ta nói đến đây đó là Giáp Tuấn Dương. Giáp Tuấn Dương của Công an Hà Nội thì ở cái V-League vừa rồi ấy, thì Giáp Tuấn Dương thi đấu rất hay ở cái giai đoạn cuối khi mà được sử dụng nhiều. Thực sự mà nói thì mình rất ấn tượng với cầu thủ này khi mà đá ở vị trí trung vệ. Đấy, cho nên là việc mà cầu thủ này vắng mặt thì cũng tương đối là đáng tiếc. Nhưng mà thực ra mà nói thì trong cái danh sách của huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập đây thì cũng có những cầu thủ mà Quang Thịnh. Thực ra mình không mình cũng khá bất ngờ khi mà huấn luyện viên Philippe Chuzier triệu tập Quang Thịnh để mà thi đấu, bởi vì Quang Thịnh ở cái giải đấu ở cái V-League thì không được thi đấu nhiều và không thể hiện được bằng Giáp Tuấn Dương đó. Nhưng mà cái triết lý của huấn luyện viên Philippe Chuzier là thích sử dụng những cầu thủ như thế này thì chúng ta cũng có thể hiểu được thôi. Nhưng mà về trường hợp của Giáp Tuấn Dương, mình nghĩ rằng là khá là đáng tiếc cho Giáp Tuấn Dương ấy. Nhưng mà không sao, vẫn còn cái giải đấu ASEAN 19 sắp tới thì hy vọng rằng những cầu thủ mà 7 cầu thủ mà không có tên trong danh sách ở vòng loại U23 châu Á 2024 này có thể sẽ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi triệu tập lên để mà chuẩn bị cho ASEAN 19. Còn việc mà được có tên trong danh sách cuối cùng hay không thì chúng ta vẫn còn phải bàn. Còn theo cái lịch của U23 Việt Nam tại cái giải U23 Đông Nam Á lần này thì U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 6 tháng 9 gặp U23 Guam. Và đây là cái đối thủ mà chúng ta có thể nói rằng đây là đối thủ yếu nhất bảng mà chúng ta U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng được. Trong khi đó thì U23 Yemen cũng là một đối thủ mềm mà U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng. Nói chung ở cái bảng đấu này thì U23 Việt Nam nếu như mà thể hiện được cái phong độ và cái bản lĩnh của mình thì cái việc mà giành 3 chiến thắng trước 3 đối thủ này mình nghĩ rằng là điều bình thường thôi, đúng không ạ? Là điều bình thường thôi. Và bây giờ cái vấn đề lớn nhất bây giờ mà người hâm mộ muốn nhìn thấy ở U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại đó là chúng ta trình diễn cái lối đá như thế nào mà thôi. Chứ còn cái kết quả chúng ta thấy rằng cái bảng đấu này chúng ta có cái lợi thế quá lớn, được thi đấu ở sân nhà và lực lượng của chúng ta được đánh giá cao hơn. Và chia sẻ trước truyền thông trong buổi họp báo sáng nay thì huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã nói rằng là với tư cách là đội chủ nhà thì tôi chào mừng bao đội bóng còn lại tới đây thi đấu. Tôi chúc họ có trải nghiệm tốt đẹp tại Việt Nam. Trên lý thuyết thì đội chủ nhà U23 Việt Nam mạnh nhất, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Còn trên thực tế trên sân thì chúng tôi phải nỗ lực rất là nhiều và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Guam. Mà nói về sự chuẩn bị cho cái vòng loại U23 châu Á này thì nhà cầm quân người Pháp đã khẳng định rằng chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày 1 tháng 3 và từ lúc đó đến nay chúng tôi đã làm việc với 70 cầu thủ và trải qua những cái đợt tập trung thi đấu ngay ở cả cấp độ đội tuyển nữa. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã kéo dài đến 6 tháng chứ không phải 1 tuần. Hơn nữa thì chúng tôi cùng nhóm với U23 Việt Nam đã làm việc cách đây 5 năm khi các em còn 17, 18 tuổi. Trước mắt chúng tôi là những thử thách chông gai nhưng thú vị hướng đến ASEAN 19 và đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á 2024 khi giải đấu này có xuất dự Olympic Paris 2024. Đấy. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã nói rằng là tập luyện chỉ là tập luyện mà thôi. Trên lý thuyết thì cũng chỉ là lời nói, kết quả là màn trình diễn trên sân của các cầu thủ. Tôi tin nếu được thi đấu nhiều, các cầu thủ sẽ được tích lũy kinh nghiệm. Tôi coi việc điều chỉnh thông qua từng trận đấu là công việc chính. Mỗi trận đấu sẽ khác nhau, các cầu thủ sẽ khác nhau và tùy theo đối thủ. Hiện tại chúng ta có một vị thế là số 1 Đông Nam Á. Tôi đến đây làm việc để giúp các cầu thủ vượt ngưỡng khu vực để và thế giới. Đấy. Nói chung thì ở cái thời điểm hiện tại thì cái chất lượng U23 của chúng ta so với mặt bằng chung của khu vực Đông Nam Á thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có lực lượng U23 rất là hùng hậu và mà chất lượng cao, cho nên là việc mà huấn luyện viên Philippe Chuzier tuyên bố như vậy cũng là điều bình thường thôi. Và mình tin rằng ở cái giải đấu này U23 Việt Nam sẽ có được một cái kết quả thuận lợi để mà giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Ở cái giải đấu này thì 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp cộng với nước chủ nhà Qatar. Nếu như chủ nhà Qatar mà nằm trong cái nhóm mà nhì bảng hoặc nhất bảng thì sẽ có thêm cái suất cho những đội nhì bảng thứ 5 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Đấy, đấy là thông tin về cái giải đấu này. Và đặc biệt là tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, vòng loại U23 châu Á 2024 thì sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5. Quý vị và các bạn có thể theo dõi các trận đấu này trên VTV5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có nhận xét gì về danh sách của U23 Việt Nam ở cái đợt tập trung lần này để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024? Đồng thời thì dự đoán tỷ số các trận đấu của U23 Việt Nam, mọi người có thể để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Những ai mới xem kênh YouTube của Thuật Thể Thao thì có thể bấm chuông và đăng ký kênh và nhớ bấm like và bấm like cho Thuật Thể Thao để mà có thể theo dõi những cái tin tức bóng đá về nhận định kết quả lịch thi đấu và bảng xếp hạng được cập nhật liên tục mỗi ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem chương trình. Xin chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.